Chào các bạn đến kênh xem khách 24 giờ. Valo 1 Canopy 209. Cái bản trắng ngọc trinh, số trang bị hết sức quý giá, đến từ một bài cờ sông nước Trà Vinh. Cái chiếc Valo là một cái mẫu tay gà đậm cái chất thể thao đến từ nhà Honda. Không những lại ấn tượng với đẹp quy thủy mà nó còn khiến những bài cờ có nhiều cảm xúc khó tả qua những cái bản độ ấn tượng. Dẫn chứng chúng ta cùng xem qua cái chiếc Valo đầu kiểu như đây. Hệ thống phanh nâng cấp mạnh mẽ với cụm thắng Rainbow Asset Costa Costa quen thuộc, phiên bản mới nhất của dòng là Asset 19 ở phía bên phải, cha ta thắng tiếp em ở phía bên trái. Không những tạo cái sự đẳng cấp cho chiếc xe đậu mà hiệu năng mang lại cũng rất mạnh mẽ. So với cụm zin thì bộ cụm Rainbow này cấu tạo piston lớn, trên lực bóp dịu nhẹ nhưng truyền tải lực xuống cái má phanh mạnh mẽ, độ ổn định cao nhất. Ngoài ra cái phần tay còn có núm tăng chỉnh rộng hẹp của hành trình bóp phanh, chống cẩy cho sự va quẹt. Cụm công tắc zin được thay thế bằng cái cụm công tắc đùn nồ, bên cạnh là cụm tăng tốc đùn nồ của hành trình gà được cố gắng đáng kể, giúp chiếc xe tốc nhanh hơn. Hệ thống phanh nâng cấp theo Rainbow 2 bít xứng logo lớn đi cùng đĩa rapper KTM. Việc gắn hoàn chỉnh phải thông qua một cái sự hỗ trợ của phát nhôm CC chạy từ máy cho cái độ chính xác cực cao. Kim tải qua dòng S đi cùng đầu nối. Toàn bộ chi tiết được cố định bằng ốc titan. Xe các nước titan cực kỳ đẹp. Cái càng thắng CC. Hệ thống giảm sóc Holin có mức giá đắt đỏ. Cơ chế nhún nhảy của xe cũng trở nên khác xa hoàn toàn so với nguyên bản khi trang bị cái mẫu phục này. Nếu như buộc sim cho độ nhún rất nhẹ khi chạy nhanh, người lái có cảm giác sẽ bị nhiệt. Nhưng điều này vô tình ảnh hưởng tới tốc độ và của xe, gây không ít những khó chịu nếu chiếc xe tải nặng. Tuy nhiên, chiếc phục Holin, chiếc xe có độ nhún xuống nảy lên mức độ nhất định, cho người lái gần như không có cảm giác chiếc xe bị nhiệt, nhưng vẫn đảm bảo được độ im ở nhiều vận tốc khác nhau. Chàng trinh chiếc xe mượt mà với cái mâm Red Bull 5 cây đảm cái chất thể thao. Valo 110 lên dàn chân đẹp đi dịu. Cái chiếc Valo là một trong những dòng tay ga đặt cái chất thể thao đến từ nhà Honda. Không những là cái sự ấn tượng của đẹp nguyên thủy mà còn khiến những biker có nhiều cảm xúc khó tả bằng những bài độ ấn tượng. Dẫn chứng chúng ta cùng xem qua cái chiếc Valo đột diện dưới đây. Xem tổng thể ta thấy con chí mã sửa trên mình cái tông màu xám xi măng cực kỳ bắt mắt, đi cùng với những món đồ chơi kiện giá trị được kết lên xe, không những mang lại sự đẳng cấp mà còn tăng cường hiệu năng hoạt động e máy. Vị trí LED định vị được đồ lại cực kỳ đẹp. Hệ thống phanh nâng cấp mạnh mẽ, đĩa đồ chơi kết hợp cùng hẹp Rainbow 2 bit để xứng logo lớn qua cái sự hỗ trợ của phát nhôm CNC chạy từ máy. Kim tải và dầu Combis Hà Lan. Trang trưng hấp dẫn hơn cho mắt người xem. Cái mâm Red Bull bản của mình dành cho Valo, mâm màu trắng cực kỳ thể thao để lại cái cảm xúc cho người nghe cùng với cái diện ống xả 4 Ross. Cái ốp gió trong suốt, cái màu tím đi cùng với cái lọc gió Puma Racing. Hệ thống giảm sóc Red Bull, cơ chế này của xe cũng chỉ nên khác hơn so với nguyên bản. Nếu như phục xin cho độ nhún nhẹ nhàng thì chạy nhanh, thì phục độ thì chúng ta cảm giác chiếc xe không bị nhiệt nhưng vẫn đảm bảo độ độ im ở nhiều vận tốc khác nhau. Bản độ đơn giản nhưng lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tiếp nhớ like và subscribe.